Cứ hễ hôm nào đi chợ là trước tiên ghé cái quầy trái cây trước, do là mình không ăn rau nên là bắt buộc phải có trái cây thay thế mỗi ngày. Xong tiếp theo là ghé qua cái quầy hải sản để coi bữa nay có hải sản gì lạ lạ hay là không. Lúc đầu thì mình thấy cái dĩ này tưởng đâu là con gươi, ai nhà đâu là cái ghìa của sò điệp. Cái món này thì mình cũng khoái nữa nên thành ra là lấy 3 hộp. Mình thì chỉ ăn cơm vào buổi trưa thôi, còn buổi tối thì ăn lặt vặt với mì gói thôi à. Cái món ghìa của sò điệp này thì thật ra là lần đầu tiên mình mới thấy, kiểu là họ chỉ lấy cái còi, còn cái phần này thì họ sẽ bỏ ra, mà mình không hiểu sao mà nó nhiều dữ dằn vậy. Một hộp như vậy tính ra là khoảng 80k, mà tao nói nhiều nhớt dữ lắm nha. Lúc đầu thì mình nghĩ mấy cái này chắc rửa cũng nhanh thôi, nhưng mà tao nói càng rửa thì nó càng nhớt. Tao nói rửa không biết bao nhiêu lần luôn nhưng mà nó vẫn còn nhớt. Nhớt thì mình thấy nó không có dấu hiệu mà khuyên giảm, mà nó cộng thêm nhớt mà còn thêm bọt nữa chứ. Bọt nhiều tới nỗi mà tao nói tưởng đâu là để xà bông vô rửa chung không đó. Xong rồi mình mới chợt nhớ ra là hải sản thì phải đem đi rửa với đường, mà ai ngờ đâu mà nó vừa sạch mà nó còn hết bọt nữa chứ. Cái món này thì mình mới ăn lần đầu nên mình sẽ đem đi luộc với sả. Mình rửa mấy cái cọng này mà nó trắng đến nỗi mà nhìn vô không nghĩ nó là sò điệp luôn á. Lúc bỏ vô luộc thì mình thấy nó xoăn xoăn lại, nhìn nó cũng ngộ ghê ha. Lúc đảo qua đảo lại thì mình thấy nó cũng đàn hồi, thì cũng biết là cái món này chắc cũng giòn dữ lắm đây. Ăn cái món này thì không thể nào thiếu được cái chén muối tiêu có 4 cái trái ớt. Mình cũng không biết diễn tả là ăn cái này nó giống với cái gì nhất ta, mà mình cảm giác giống như là đang ăn chân gà rút xương mà dai giòn sần sật vậy đó. Thiệt chứ nhìn món này mà nói là sò điệp thì ai mà tin được ta. Cái món này thì mình ăn hơi bị dính nha, mà mình nghĩ cái món này đem đi làm gỏi thì nó cũng bá cháy dữ lắm đó. Trộn gỏi chua ngọt hay là trộn sốt khái gì đó thì mình nghĩ là ngon xuất sắc luôn. Mà nguyên cái mâm này không biết là khoảng bao nhiêu con sò điệp nữa, tại vì nó nhiều quá là nhiều. Này ăn nó dai dai giòn giòn nghe sừng sừng thật luôn á. Bởi mình nghe nó giòn ngon lắm. Cái này nó giống như là cái rượu của ông sò đẹp á mọi người. Người ta lấy cái thịt chứ còi trong rồi, còn cái ghìa người ta bỏ ra. Mà mình không biết ở đâu mà số lượng nó nhiều cái gì luôn. Bởi đi siêu thị là tầm đâu là thấy cũng nhiều hộp á. Mà một hộp này tính ra là biết bao nhiêu con ở trong. Mình rửa sạch sẽ luôn nên là này nó trắng nhất rồi, dài ngon. Ai mà thích ăn món gì hải sản mà dai dai ăn này là được. Cái món này á, ăn thì ngon nhưng mà có điểm không, nó dai nên thành ra là nó giống như là một cái kêu lại gì ta, cái sách bò vậy đó, kiểu như nó dai giống vậy luôn á, nên là ăn nó hơi bị mỏi hàm mỏi miệng nha. Ngon. Mình rửa cái này á không biết bao nhiêu lần nước luôn á, tại vì nó nhớt kinh khủng khiếp. Mà rửa với cái vòi nước lạnh nha, còn nếu mà rửa với cái vòi nước nóng là nhớt hoài luôn, mà cảm thấy rửa với vòi nước lạnh nó sạch hơn. Món này ngon nhưng mà phải nhiều người chụm lại ăn được, chứ một mình mà ăn nè hỏi mấy bao tử nó tiêu nổi không à, tại vì nó dài quá.
Cái này mà đem đi xào cũng ngon à. Xào cũng cải chua, chua ngọt.